Xin chào anh Nguyễn Ngọc Sơn ạ. Không biết là những hình ảnh vừa rồi thì gợi cho anh điều gì ạ? Đó là những cái công việc thường ngày của anh em chúng tôi ở văn phòng chi nhánh Phú Thọ này. Thì chúng tôi rất là vui bởi vì công việc thường nhật hàng ngày như vậy được tiếp xúc và chăm sóc phục vụ khách hàng ở những cái vùng huyện. Khán giả truyền hình Phú Thọ chắc chắn là đang rất là tò mò. Không biết là anh hoạt động trong lĩnh vực gì ạ? Vâng, những công việc vừa rồi thì đó là công việc thường nhật và chúng tôi đang làm việc trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Trước khi mà anh đến với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thì anh đã trải qua những công việc như thế nào ạ? Trước khi làm bảo hiểm nhân thọ thì năm 2000 tôi có tốt nghiệp ngành sư phạm và đã đi dạy học làm công việc là một thầy giáo. Từ năm 2000 cho đến năm 2004 thì chính thức chuyển sang làm bảo hiểm nhân thọ. Công việc giáo viên thì là một nghề cao quý và rất là ổn định và có những cái thời gian mà yêu nghề và cảm thấy công việc là rất tốt đẹp chứ, ổn định. Nhưng mà cũng có những khó khăn nhất định ban đầu vì mức lương khởi điểm thấp. Tại sao anh lại chuyển sang một cái công việc hoàn toàn khác? Tôi có suy nghĩ là trong cuộc đời này có một thứ duy nhất là mọi thứ thay đổi, đó là sự thay đổi. Và cũng có một thứ duy nhất là mọi thứ đổi thay, đó vẫn là thay đổi. Vì chúng ta biết mình phải thay đổi để tốt hơn, thì sự thay đổi nếu tốt hơn thì đó là điều đáng quý. Tôi còn nhớ mãi là những năm 2000, một chiếc xe đạp cũ và hàng ngày đạp xe từ nhà vào đến trường để dạy học cả gần chục cây số, nắng nôi mưa gió cũng rất là vất vả. Và đồng nghiệp thì cũng có những người cũng khó khăn như thế. Và tôi mơ ước là chỉ có một cái xe máy thôi. Cuối cùng thì cũng với cái dịch vụ trả góp của những cái doanh nghiệp thì tôi cũng mua được cái xe máy Trung Quốc để đi dạy học và cảm thấy là cuộc sống mình rất là khó khăn để đạt được điều đó. Tôi mong muốn là sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên là sẽ chấp nhận một thử thách vào một lĩnh vực mới và lĩnh vực đó có rất nhiều cơ hội. Anh có nhớ là trải qua bao nhiêu khách hàng thì anh lấy được cái sự tự tin thay cho cái sự tự ti không ạ? Để lấy được sự tự tin thì cùng với quá trình làm việc thực tế, được sự hỗ trợ của những anh chị đi trước và sự đào tạo liên tục của công ty, thì sau hơn một năm làm việc có khoảng gần 200 khách hàng, thì lúc đó thì thực sự đã tự tin và sẽ không còn những băn khoăn nữa mà thực sự trở thành người chuyên nghiệp. Như thế là con số như thế nào đối với anh? Có thể nói nếu ở trong thị trường Phú Thọ thì những người mà đạt doanh số như vậy cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên thì so với ngành thì cũng là con số khiêm tốn thôi. Có nhiều người cũng làm xuất sắc hơn mình. Nhưng nếu có một mục tiêu tốt đẹp hơn, một mục tiêu lớn hơn, áp lực hơn cho chính mình thì chúng ta sẽ làm việc đam mê hơn, sẽ tận dụng thời gian hiệu quả hơn và chúng ta sẽ làm việc quyết tâm hơn. Gặp khó khăn thì chúng ta không có quan ngại và chúng ta biết cách là phải làm thế nào đó để tìm ra giải pháp vượt qua những khó khăn như vậy để thành công trong cái lĩnh vực của mình, thì chắc chắn là cuộc sống sẽ đạt được những cái ước mơ mình mong muốn. Vậy thì không biết là ước mơ trong thời gian tới của anh Sơn là như thế nào ạ? Thì hiện nay chúng tôi có hơn 50 văn phòng chi nhánh trên toàn quốc, nhưng hiện nay chi nhánh Phú Thọ của chúng tôi thì đang đứng số 1 toàn quốc. Với cái phòng kinh doanh mà tôi đang phụ trách thì có doanh thu và cái sự phát triển là lớn nhất toàn công ty tại Việt Nam này. Cho nên là cái mong muốn lớn nhất trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là duy trì và giữ vững được vị trí số 1. Quý vị các bạn thân mến, qua cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Ngọc Sơn, chắc hẳn quý vị và các bạn đã rút ra cho mình những bài học riêng về tính kỷ luật, về tính nghiêm ngặt trong công việc, hợp tác với người Nhật. Nhưng có lẽ với bản thân mỗi chúng ta thì bài học với chính bản thân mình trong cuộc sống mới là bài học quan trọng và quý giá nhất. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi chương trình khởi nghiệp của chúng tôi để cùng trò chuyện với nhiều hơn nữa những nhân vật sẽ có nhiều trải nghiệm, nhiều bài học hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.